Xin chào mọi người nha, xin mời mọi người cùng ăn phở bò tại nhà nha mọi người. Thì phở thì có đó mà bò nó còn ở siêu thị á mọi người ơi. Bây giờ mình cho ra tô, mình để những thứ mà mình có đó, mình sẽ chế nước sôi cho, mình đậy nắp khoảng 3 phút, mình mở ra. Rồi mình đi cắt quế và ngò ôm này mọi người, rồi cho lên vô luôn nè. Rồi thơm bát ngát luôn á, rồi cho tương đen vô nè, tương ớt vô nè, và hành, hành phi á mọi người. Rồi cho xong vô là bắt đầu ăn thôi mọi người ơi. Xin mời mọi người cùng ăn với mình nha. Tuy không có thịt thà nhưng mà thơm bát ngát ngon luôn, lắm luôn á mọi người. Không khác gì à, như ta bán ngoài chợ á. Mình có bông bí mình để vô nè, với giá đồ đó. Nói chung gia vị thì là ngon hết sảy luôn rồi. Nhưng mà không có thịt bò thôi. Thì loại phở bò này mình thấy siêu thị của người Hàn đó mọi người bán đó, cho nên mình mua về mình để xong để nhà đó, là mình thèm thì mình lấy mình ăn liền vậy cũng ngon lắm mọi người ơi, không cần thiết phải nấu xương này kia tồ lâu lắm, mình ăn vậy cũng ngon nữa, không có thịt bò không có thịt heo thì mình ăn vậy cũng ngon rồi. Chúc mọi người ngon miệng nha, bye bye mọi người.